chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay anh thợ cưa cây lên sửa điện luôn các bạn. Đó, ảnh ở trên nóc nhà cắt dây điện đó, để lát nữa cưa cái cây bạch đằng này nha các bạn. Cái cây bạch đằng tét làm hai nha. Những người thợ khác không dám cắt, ảnh lạnh ảnh cắt luôn nha các bạn. Cưa cây này là ở cầu Lò Gạch Chi Tôm An Giang nha các bạn. Ngay chợ Lò Gạch luôn nha. Anh trên nóc nhà nha các bạn. Để mình lại mình quay cái chỗ cái cây bình đẳng tét cho các bạn xem luôn nha. Đây nè các bạn, cái dớp tét đó nha, để mình thu gần lại cho các bạn xem nha. Đó, cái cây nó tét ra làm hai kiểu này nè các bạn. Cho nên những người thợ khác không có dám lãnh cắt cây này, có chỉ có mình ảnh lãnh cái cây này nha các bạn. Lát nữa anh leo lên anh cắt như thế nào các bạn cùng xem nha. Cách của anh cắt chắc có kỹ thuật luôn các bạn. Có anh leo lên đó nha. Người leo lên giờ đứng dưới được rồi. Ông chặn xe nha. Cạnh đường hai người chứ. Bây giờ anh thợ kéo con dây lớn lên nha các bạn. Đó, anh cuột trên đó một mối, với anh cuột qua bên cái nhánh này đó, để tránh trường hợp anh leo lên tránh nó tét các bạn. Cây này khá nguy hiểm nha. Anh cuột bên đó một mối vòng qua là thành hai sợi dây nha các bạn. Một cộng mà thành hai sợi nha. Đó, đường lộ dưới này nha, cái đường đang làm luôn nha các bạn. Đó, anh vòng anh cuột cái đó để tránh trường hợp mà nó lên cái tỉa nhánh mà nó tét bất tử thôi. Anh kéo cái cọng dây đó lên nha. Còn cái cọng dây trắng này là kéo lên để treo nhánh nha các bạn. Để thôi nó gớt đập qua bên nhà bên kia nha. Cọng đó là để anh cuột cho mình là lên trường hợp anh treo nhánh nha các bạn. Cái máy cưa vàng vàng đó là máy cưa mini nha các bạn. Máy cưa đó là dắt nhại luôn nha. Anh kéo cọng dây đen dây bự đó anh vòng thêm một quận nữa bạn. Đó, anh vòng vô cái cây đó một quận nữa nha. Đó, anh gịch anh cuột cho chắc rồi anh leo lên tuốt trên kia tỉa nhánh nha các bạn. Hãy cùng xem với mình coi anh ấy cắt cái cây này hạ như thế nào nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một ngón tay chỉ lên nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ anh thợ cuộc đã xong nha các bạn. Bây giờ anh thợ chuẩn bị leo lên nha. Đó, anh leo lên trên đó các bạn. Cưa cái bịch đằng này là của chú Ba Cu ở cầu Lò Gạch nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn, mình thích cái chiêu đó của ảnh đó. Vừa ngã anh chụp anh giục xuống luôn nha các bạn.
Bây giờ anh thợ cuộn cái khúc cây đó là liền luôn lên cái nhánh ở trên này nè các bạn. Hai nhánh trên đó đó liền coi lọt kẻ nào nha các bạn, hãy cùng xem mình coi anh ấy liền như thế nào nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn bạn, anh luyện cái là dính luôn các bạn. Đó cái nhánh rớt xuống đó nghe các bạn. Hôm nay mình đi kịch dây mình không có quay được đoạn đó, giờ anh cắt từ khúc anh luyện xuống nha. Anh cắt lóng á, anh đưa xuống để tôi rớt cái lóng dài nó bị dính nhà của người ta. Cây này là nó nằm ở trong chính giữa kẹt của hai nhà luôn nha các bạn. Đó anh vừa lóng cho rớt xuống nha. Quá tuyệt vời bạn, khúc cái cây rớt đó kìa. Bây giờ anh thợ qua cây bên đây cắt tỉa nhánh cái bên đây nữa nha các bạn. Bạn hãy xem coi anh ấy cắt lóng để bỏ xuống cái kẻ nhà, hai cái nhà đó như thế nào nha. Anh kéo cái máy cưa mini lên anh cưa đó nha các bạn. Mấy cái nhánh nhỏ anh cho gớt trên nóc nhà nha các bạn, mấy nhánh nhỏ đó gớt cũng nhà cũng không sao nha. Một lát mấy cái nhánh, mấy cái khúc cây bự đó, nhánh với nhánh bự đó là anh treo nhánh với anh cắt từ lóng anh bỏ cho mà cho kẹt lọt cái kẻ nhà đó các bạn. Đó chưa anh nếm anh dục xuống nha các bạn. Cái clip cưa cái cây này mình quay hơi dài nha các bạn, hãy thông cảm cho mình nha, tại mình quay cận cảnh luôn chứ mình cắt chỉnh sửa nhiều quá thì nó cũng không hay cho lắm nha các bạn. Còn ở dưới đây là chú ba cua nha các bạn, đó chú ba đó. Bây giờ anh thợ leo lên tiếp để cưa mấy cái nhánh tiếp theo nữa nha các bạn. Cái nhánh bự đó mình nghĩ chắc anh treo nhánh thôi các bạn ơi. Đó cọng dây ở sau lưng anh đó nha. Và cọng dây đó là anh để anh treo nhánh đó nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn bạn, anh cầm cái nhánh đó anh dục cho lột kẻ luôn nha. Đó dục xuống đó nha, còn cái nhánh này là anh cuột anh treo nhánh luôn nha các bạn. Các bạn hãy cùng xem anh ấy treo nhánh như thế nào nha. Anh thợ này mình thấy cưa cũng rất hay nè các bạn. Tuyệt vời quá các bạn, cái nhánh vừa sụ xuống vừa tới mấy nhà luôn nha. Anh trên đó anh giật máy đợt lát bầm mấy cái nhánh nhỏ cho rớt xuống mấy nhà, còn cục bự anh ném giật ra ngoài nha các bạn.
quá tài các bạn. Các bạn thấy mà có ai mà cưa nằm cưa không các bạn? Đó, anh chơi anh nằm luôn nha. Anh cưa đó cái nhánh nhào ra luôn nha các bạn. Đó, nhánh đó lát mình kéo xuống nha. Đó, còn cái khúc cây bị cọng dây treo lủng lẳng ngay chỗ cái giò anh đó các bạn. Giờ anh tháo ra anh giục xuống nha. À, bắt đầu anh thợ leo lên nha các bạn. Đó, anh leo lên ở trên đó cầu quá bạn ơi. Lên trên đó hai cái nhánh nhỏ xíu bạn, mình thấy cũng sợ quá đây nè. Đó, anh lên tới trên đó nghe các bạn, hai cái nhánh đó là cái nhánh bên cái tay cầm anh, là anh cuộc dây anh treo nhánh nữa nha. Các bạn hãy xem coi anh ấy treo nhánh cái nhánh này như thế nào nha các bạn. À, quay lên cao các bạn, trời chuyển mưa mấy bạn thông cảm cho mình nha các bạn. À, quay lên cao nó hơi tối hơi đen nha, bạn thông cảm giùm nha, tại trời mưa chứ không phải tại mình quay không được rõ nha các bạn. À, bây giờ tiếp tục treo nhánh thêm một nhánh nữa nha các bạn. Đó, anh thợ đang rút cùng dây ra cuộc cái nhánh đó nha các bạn. Đó, anh cuộc xong nha, mình ở dưới này gạch dây nha các bạn. À, cái nhánh nó rớt xuống bị mắc kẹt vô cái nhánh ở trong thân cây đưa ra các bạn. Cái nhánh nó chắc để lát anh thợ anh xuống anh cưa khúc nhỏ nhỏ anh quăng xuống các bạn, chứ nó mắc kẹt cái đó anh thợ xử lý không được. À, giờ anh xử lý nhánh bên kia nha. À, tiếp tục cái nhánh ở bên đây anh thợ leo lên treo nhánh luôn nha các bạn, treo cuộc cái cọng dây trắng đó treo nhánh luôn nha. À, mình quay có hơi tối hơi mờ các bạn thông cảm giùm mình nha, tại trời chuyển mưa nha các bạn. Cái khúc này là khúc nguy hiểm nè, mình cũng quay cho các bạn cùng xem luôn nha. Đó, cái nhánh cuối nha các bạn, cái nhánh cuối của thân cây nha.
bây giờ anh thợ cưa bấm lóng, anh cầm anh giật xuống nha các bạn, để cái máy khúc đó mà gớt xuống thiết là lũng nhà của người ta rồi. Đó, anh cầm anh giật xuống nha. Bạn hãy xem coi anh ấy bấm lóng từ khúc giục xuống như thế nào nha các bạn. Thank you.
Video cưa cây đến đây xin kết thúc nha các bạn. Xin hẹn các bạn những video cưa cây tiếp theo nha. Cưa cây những cây khủng nha các bạn.